Hello, xin chào mọi người quay trở lại với kênh của cậu Bơm TV, mình là Bơm đây. Mấy hôm nay trời miền Bắc mưa quá các bác ơi, không biết chỗ các bác có mưa không, chỗ của Bơm mưa như chút nước, mưa như chút lá luôn. Mà trời mưa như này thì lại thèm riêng mẻ mắm tôm các bác ạ. Mà riêng mẻ mắm tôm thì chỉ có hai món là giả cầy và rượu mận. Thì rượu mận chán rồi thì bây giờ Bơm lại chuyển sang giả cầy các bác ạ. Làm giả cầy là cây giả cầy, giả cầy cũng ngon mà. Đầu tiên là làm cái chân giò này, sau đó là các bạn có thể là nhờ người ta thui sẵn hoặc là mua về mình tự thui như Bơm này. Có khò gà thui dễ lắm. Mưa thế này thì rơm cũng ướt nên dùng khò là hay nhất các bác nhá. Đốt kỹ vào, đốt càng kỹ càng thơm. Chân giò sau khi Bơm thui bằng cái này xong là phải bỏ ra, treo lên xèo xèo cả cái thịt bên trong, thui cho nó chín đều ngon các bạn. Rồi bây giờ đi vào rửa và chặt ra để ướp thôi nhá. Giờ mình mới rửa sạch cái này các bạn nhé, cạo sạch cái cạo qua cái nước này, đấy, chui xong phải cạo cái nước này. Các bạn cứ thui cháy cháy một tí, thui cháy sâu tí rồi cạo thì nó vẫn vàng đẹp. Đây, sau khi chặt xong nhá, chặt xong thì chân giò thì bây giờ Bơm sẽ đi ướp thì chân giò này các bạn nhá. Chân giò thì chúng ta ướp đây, nhìn móng vàng đẹp không? Thì chân giò thì chúng ta ướp cũng đơn giản thôi, nó cũng gần giống rượu mận nhưng nó khác một chút, đó là các cái gia vị và cái tỷ lệ gia vị chúng ta cho vào thôi. Thì ướp thì chân giò thì cũng bao gồm riềng mẻ mắm tôm, xả, ớt, đấy, mì chính, một ít mì chính và dầu ăn. Nhưng mà so với thịt chó rượu mận thì cái món chân giò giả cầy này thì nó sẽ khác đi một chút nhé, theo cái tỷ lệ thôi. Ban đầu Bơm sẽ cho một ít dầu ăn này, đấy, cái dầu ăn này nó sẽ làm mềm thịt nữa các bạn nhé, mềm thịt và đấy, mềm thịt và thơm. Nói chung là có tí dầu, phải có tí dầu bôi trơn ha. Ok, tiếp theo là mắm tôm. Mắm tôm thì cái mắm tôm ở thì chân giò chúng ta sẽ cho ít hơn là so với mắm tôm ở như trong thịt rượu mặn nhá, thịt chó rượu mặn nhá. Thịt chó rượu mặn thì chủ yếu mắm tôm nhiều, nhưng mà ở đây thì mắm tôm chúng ta cho ít hơn đây. Đây là mẻ nhá, đấy, mẻ thì trong chân giò này chúng ta lại cho nhiều hơn, trong cho nhiều hơn cái thịt chó rượu mặn. Ok, riềng quan trọng nhất là riềng. Riềng thì cho bao nhiêu cũng được nhé, riềng thì càng nhiều càng tốt, cả cái món này lẫn như cái món rượu mặn, riềng càng nhiều càng tốt. Tiếp theo này đó là xả và ớt các bác nhé. Đây, xả ớt này, xả ớt thì cái món chân giò giả cầy này thì các bạn cho nhiều cũng được, đấy, cho càng nhiều càng thơm càng ngon. Ở cái món thịt chó thì cái xả vào nhiều thì nó hơi bị ngay ngay cái mùi ấy, nhưng mà cả cái món này thì cho nhiều càng tốt, không sao đâu các bạn nhé. Tiếp theo là Bơm cho mì chính. Bạn nào ở miền Nam miền Trung có thể cho thêm bột, cho thêm cái gì nhá, cho thêm đường nhé. Bạn nào thích ăn ngọt cho thêm đường, chứ không nhất thiết là ở miền nào cả, cứ thích ăn ngọt thì cho thêm đường vậy thôi. Cái
gia vị của cái món này chỉ vậy thôi. Xong bây giờ chúng ta sẽ bóp đều nhé, trộn đều nhé. Đó, chỉ có riềng, mẻ, mắm tôm với xả ớt mà thêm nêm thêm một chút mì chính và dầu ăn nữa. Đấy. Để chúng ta ướp thôi. Thơm lắm các bạn, mùi thơm cực kỳ luôn. Thế bao giờ YouTube mới có cái có cái chức năng ngửi được mùi qua video nhỉ? Okay, chắc là công nghệ không phải 5.0 nữa mà là công nghệ phải 10.0 rồi thì cái người được mùi qua qua video đúng không các bạn. Wow. Bầm đứng đây bầm mùi người mùi phê lắm các bạn này. Nhìn cái ướp này đã sướng rồi. Cái gia vị của cái món này thì còn có tiết lợn nữa các bạn nhé. Đấy, tiết lợn giống như nấu rượu mận thì chúng ta có tiết chó đấy. Và ngoài ra thì có thêm một chút cái rau mùi tàu, rau mò ga, rau mùi gai đấy, rau mùi gai đúng không, trong miền Nam gọi là mùi gai, còn ở ngoài Bắc gọi là mùi tàu đấy. Thì khi nào nấu gần xong gần chín thì chúng ta mới cho cái tiết lợn với cái rau ngò gai này vào để lấy màu cho nó đẹp các bác nhé, và mùi thơm nhé. Có nhiều bạn thì có thể cho tiết lợn vào ướp luôn cùng cũng được, nhưng mà khi chúng ta cho tiết vào sớm ấy thì nấu thì nó hay bị bén đấy, cho tiết vào sớm thì nó hay bị bén và khét các bạn nhé. Đó. Rồi bây giờ bơm sẽ ướp khoảng 30 phút nhá, ướp khoảng 30 phút và sau đó chúng ta nấu cái món chân giò giả cầy này nhá. Ok. Sau 30 phút ướp thịt thì bây giờ bơm sẽ đi nấu cái thịt chân giò chả cầy nhá. Rồi bước tiếp theo là chúng ta sẽ đi nấu cái sau khi. Vâng, thưa các bạn, là sau khi chúng ta ướp xong cái thịt chân giò chả cầy thì chúng ta sẽ đến bước tiếp theo là bước nấu cái món chân giò chả cầy nhá. Các bạn chuẩn bị cho bơm một cái nồi như thế này này. Cái nồi càng dày càng tốt các bạn nhá. Sau đó các bạn cho một ít dầu vào. Một ít thôi nhá. Sau các bạn cho thêm cái hành củ này. Và các bạn phi hành thơm lên. Và thịt lợn thì các bạn cứ cho một ít hành nó sẽ thơm, giống như câu tục ngữ của các cụ ấy. Như là con gà cục cát lá chanh, con lợn ủn mỉm mơ hành cho tao đấy đúng không? Sau khi hành thơm rồi các bạn sẽ cho thịt chân giò đã ướp vào nhé. Một nồi đầy luôn các bạn. Nghe cái tiếng thịt xèo tiếng ấy. Các bạn cho thịt vào các bạn sẽ xào nhé, xào lúc nào cái thịt nó săn lại các bạn, thịt chân giò nó săn lại thì bắt đầu chúng ta mới cho cái thêm một chút nước. Nước thì các bạn pha với cái tiết đấy, pha với cái tiết mà tiết heo đấy, tiết lợn đấy. Đấy, rồi bắt đầu chúng ta đi đun phần. Thơm quá. Bột sẽ đậy nắp lại nha các bạn nhé, đậy nắp lại một lúc cho thịt nó xong lại. Thịt chân giò đã bắt đầu săn săn lại các bạn này. Đấy.
Chúng ta xào này thì thứ nhất vừa để thịt nó săn lại, mà thứ hai là cho gia vị nó ngấm đều vào thịt đấy các bạn. Thơm không? Rồi, bây giờ mình sẽ cho cái hỗn hợp nước và tiết các bạn nhé. Đấy, các bạn cho một các bạn cứ cho sắp sắp cái thịt các bạn nhé, vì cái này chúng ta đun phải đun khá chi là lâu. Đấy. Đây, các bạn đảo đều đi. Đấy. Cho cái nước này nó xăm xắp với cái thịt này các bạn này. Rồi, ok, sau đó chúng ta đậy nắp lại và đun trong khoảng 45 phút đến gần 1 tiếng nhá các bạn nhá. Nếu chân giò dai thì các bạn đun khoảng 1 tiếng là ok. À, chúng ta có cái món ăn ngon này. Đấy, cái nồi rượu mận bầm đã đun được hơn 40 phút rồi các bạn nhé, nhìn nó bắt đầu nó sánh, nó đặc lại sánh rồi đấy. Đấy các bạn, cần bây giờ các bạn sẽ cho nhỏ lửa nhá, cho cái nước này lúc nào nó keo keo lại ấy. Nước này nó keo nó sệt sệt lại ấy. Thì lúc đấy là thịt nó nhừ nó mềm, xong rồi ngấm các cái gia vị ấy. Đấy, gia vị các thứ nó ngấm lại với nhau ấy, xong cái nước nó sánh sánh lại à, nhìn ngon lắm, hấp dẫn cực kỳ luôn. Và lúc đấy là các bạn được cái món chân giò hoàn chỉnh nhá. Rồi bấm đun thêm chắc khoảng 15 phút nữa thôi, cho nhỏ lửa lên khoảng 15 phút nữa các bạn là ok ngay em ạ. Bấm nấu xong cái món chân giò giả cầy các bạn nhé, hôm nay bấm sẽ thưởng thức cho các bạn xem là bây giờ sẽ múc ra và mọi hôm là bơm cho nghệ các bạn ạ, nó vàng. Hôm nay bơm sẽ cho tiết heo nên là cái màu nó sẽ giống cái màu rượu mận hơn. Và mình cho thêm một chút rau mùi tàu các bạn nhé. Rồi, bây giờ đi thưởng thức cùng bạn nha. Ok. Đây, đĩa chân giò bờm làm xong các bạn nhé. Nhìn này. Thơm lắm, thơm lắm các bạn ạ, cho ít rau này vào nữa nó thơm này. Cái này thì ăn với cơm nóng hoặc uống bia đều được các bạn nhé. Hôm nay bữa sẽ làm lon bia. Mời mọi người nhé. Bơm sẽ thưởng thức này. Rất thích ăn những miếng da này các bạn ạ. Da này nó ngon này. Mời các bạn này. Để ăn miếng nữa không cảm nhận cho các bạn xem. Cho thêm miếng rau.
Hôm nay là bơm không cho cái bột nghệ vào mà bơm cho tiết vào nên là màu nó sẽ tối màu một chút các bạn nhé. Nó giống như là cái món rượu mặn hơn. Thịt hôm nay thì thịt chân giò này thì nó mềm. Nấu cậu bơm nấu khoảng 1 tiếng ấy, đun khoảng 1 tiếng. Ướp 40 phút và đun 1 tiếng thì nó mềm các bạn. Thịt nó mềm. Mềm. Và nói chung là ăn thì nó vẫn cái mùi vị giống rượu mận vẫn đặc trưng là sả riềng sả mắm tôm mẻ. Cái này cần cho nhiều mẻ một chút thì ăn cảm giác cái miếng thịt nó mát mát. Mời mọi người nhé. Quá. Bơm rất thích ăn da các bạn. Ngay cả thịt chó cũng vậy. Rất thích ăn cái da chó. Đây, miếng riềng này. Riềng này thì các bạn không nên xay nhá. Các bạn đập dập dập ra xong rồi khi chúng ta ăn thì chúng ta ăn cả cái miếng riềng ấy, nhìn nó ngọt nó bùi ấy. Đây ví dụ như này, làm miếng thịt này, xong cộng với miếng riềng này. Nhai ăn cả miếng riềng ấy ngon lắm. Rất tuyệt vời đúng không các bạn? Món này nhắm rượu với em ăn với cơm nóng thì tuyệt vời rồi. Video của cậu Bờm đến đây là kết thúc nhé. Cảm ơn các bạn đã luôn luôn theo dõi và ủng hộ kênh của cậu Bờm. Nếu cảm giác video hay thì hãy like, subscribe và ủng hộ kênh nhé. Nếu bạn muốn ăn món gì thì hãy comment ở dưới nhé. Cậu Bơm sẽ nấu và chia sẻ công thức rồi mọi người hãy cùng nhau góp ý để có những cái món ăn ngon hơn nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Ngon.